Thì như vậy, cuốn sách này có hiệu quả đối với bạn. Nếu bạn đang tìm cách dùng sự sáng suốt này để tôn trọng người khác, theo cách mà họ coi là quan trọng, thì như vậy, cuốn sách này đã có hiệu quả đối với bạn rồi. Trong cách chuyển đi của mình, khi tôi đang đợi máy bay hay ký tên vào cuốn sách tại một sự kiện nào đó, luôn luôn có những đôi vợ chồng đến gần tôi với cùng một câu chuyện trước đây. Họ đã ly dị và sau khi đọc cuốn sách này, họ lại tái hôn và sống hạnh phúc cùng nhau. Khi tôi viết cuốn Đàn ông từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim, mười hai nước trước đây, tôi biết là nó sẽ làm cho các mối quan hệ đẹp hơn và thậm chí còn có thể cứu giúp được nguy cơ ly hôn. Với bạn, đời của mình sau một cuộc ly hôn hay là ly thân rồi lại bắt đầu lại mối quan hệ với nhau và làm cho mối quan hệ đó ổn thỏa, chắc chắn sẽ có một người nói rằng cuốn sách này không thể cứu vãn được mối quan hệ của những vấn đề nghiêm trọng. Cũng có những người họp khác sẽ tiếp tục nói rằng họ sống khỏe hơn. Mà không có bạn đời. Nhiều người nói rằng việc đọc cuốn sách này sau khi một mối quan hệ đã thất bại khiến họ hiểu ra tại sao mối quan hệ trong quá khứ đã không đâm hoa kết trái. Điều này đem lại cho họ can đảm tiếp tục yêu và những bí quyết để tìm được tình yêu thành công. Hầu hết những ai đọc cuốn sách này đã làm giàu thêm chất lượng mối quan hệ và họ đang có chắc chắn rằng bạn sẽ khám phá ra những sự sáng suốt mới mẻ để cải thiện sự giao tiếp và thành công hơn trong việc đạt được những mục đích cá nhân của mình. Thậm chí, nếu một ý tưởng nào đó để giúp bạn hiểu được và trợ giúp được cho bạn đời, bạn bè hay những người cộng tác trong công việc của mình, cha mẹ hay con cái, thì đó đã thật đáng giá. Với sự quan tâm và đầu tư thời gian của bạn rồi,
một thay đổi nhỏ nhưng có tầm quan trọng, có thể có những ảnh hưởng lâu dài và mạnh mẽ. Thật lạ lùng, một ý tưởng có thể làm giàu thêm một mối quan hệ lành mạnh. Cũng sẽ trợ giúp các đôi vợ chồng trong việc vượt qua những vấn đề. Có tính cách thách thức của họ. Cuốn sách này không đề cập trực tiếp đến những thách thức của một mối quan hệ bị rối loạn, nhưng nó cung cấp một hướng tiếp cận mới với người khác phái. Với sự sáng suốt này, sự giao tiếp sẽ tự động được cải thiện, với cảm giác hợp tác tốt hơn, hy vọng sẽ tăng lên. Và rồi tình yêu sẽ ngự trị với tình yêu và sự lời giới thiệu cho lần sản xuất của bì mềm. Giao tiếp tốt, hầu hết mọi vấn đề, kể cả những vấn đề lớn, đều có thể được giải quyết. Đầu tiên, chúng ta hãy đề cập tới những vấn đề nhỏ. Những vấn đề lớn hơn sẽ biến mất hoặc dễ giải quyết hơn. Một ý tưởng có thể làm giàu thêm một mối quan hệ lành mạnh cũng sẽ trợ giúp các đôi vợ chồng trong việc vượt qua những vấn đề. Có tính thách thức của họ. Trong suốt 20 năm, tôi đã dạy về những ý tưởng trong cuốn sách này. Việc truyền đạt những ý tưởng đó có sự tiến hóa, nhưng vẫn ý tưởng cơ bản của cuốn sách vẫn được giữ nguyên. Thay cho việc thêm các chương cho cuốn sách này, tôi tiếp tục viết các cuốn sách khác dựa trên những cái ý tưởng cơ bản này. Bạn có thể nghĩ rằng cuốn sách này là hàng đầu trong lĩnh vực hiểu và giao tiếp của người khác với khác giới. Nó có thể áp dụng với đủ loại quan hệ và đủ mọi lứa tuổi. Nhưng trong các cuốn sách bổ sung của mình, tôi tiếp tục áp dụng những ý tưởng. Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim. Và các lĩnh hội khác có cuộc sống nơi việc hiểu nhau theo giới tính của các quan trọng. Khi xét đến việc tìm cách hẹn hò, sống cùng nhau và quá trình hôn cùng nhau, tôi đã viết người sao Hỏa và người sao Kim khi hẹn hò. Xem xét mối quan hệ lâu dài và hôn nhân, tôi viết người sao Hỏa và người sao Kim ở bên nhau mãi mãi. Xem xét những bí mật của tình dục, tôi đã viết người sao Hỏa và người sao Kim trong phòng ngủ. Dành cho những ai đang hồi phục
lại sau khi nó mất tình yêu. Như là tan vỡ, ly hôn hay mất bạn đời. Tôi đã viết người sao quả và người sao kim khởi đầu cùng nhau, dành cho những ai không muốn giữ gìn những cảm nhận tốt đẹp và muốn nuôi dưỡng tình yêu. Tôi đã viết đàn ông đến từ sao quả, đàn bà đến từ sao kim. Cuốn sách về những người đã qua và một loạt những bài tiểu luận nhỏ cho từng ngày trong năm, dành cho những đôi vợ chồng đang trải qua những vấn đề có tính thách thức, ngoại tình, bạo lực và nghiện ngập. Tôi đã viết người sao quả và người sao kim trong tình yêu. Dành cho những bậc phụ huynh đang muốn giao tiếp. Có hiệu quả hơn với những người sao quả và sao kim bé nhỏ của họ. Tôi đã viết trẻ em từ thiên đường, dành cho những ai đang tìm kiếm để có được sức mạnh cạnh tranh. Tôi thông qua những kỹ năng giao tiếp, trên giới tính. Tôi đã viết người sao quả và sao kim ở nơi làm việc, dành cho những ai đang phải chịu đựng bệnh tật nghiêm trọng và tìm kiếm sức mạnh qua những kỹ năng. Hàn gắn bản thân một cách thực tế, tôi đã viết những phép lạ mang tính thực tế cho những người sao quả và người sao kim, dành cho những ai đang tìm kiếm thành công cá nhân lớn hơn. Tôi đã viết làm thế nào để có cái bạn muốn và hãy muốn cái bạn đang có. Cuối cùng, để đáp ứng những nghiên cứu gần đây về những cái khác nhau về hormone cũng như những khác, lời giới thiệu cho lần xuất bản bìa mềm. Khác nhau những đặc tính khoa học và bộ não. Tôi đã phát triển và viết người sao quả và sao kim và những giải pháp về khẩu phần và việc tập luyện. Cách nhìn về giới tính cũng có quan trực tiếp với việc kiểm soát sức khỏe, hạnh phúc, trọng lượng và khả năng tạo ra và giữ được những hormone để kéo dài sự lãng mạn. Việc viết những cuốn sách khác sau này quả là một cuộc hành trình thú vị đối với tôi, bởi vì với tư cách là một chuyên gia về những khác biệt giữa đàn ông và đàn bà,
Tôi luôn luôn có rất nhiều thứ để mà học. Chúng ta không chỉ là khác biệt về phong cách giao tiếp, còn khác biệt về bộ não hóc môn. Phản ứng lại sự căng thẳng, đòi hỏi về dinh dưỡng và những đòi hỏi về tập luyện. Cũng khác nữa, mỗi năm trôi qua, càng ngày càng nhiều nghiên cứu được xuất bản xác định và giúp những sự sáng suốt này được nhiều người biết đến. Tất cả chúng ta đều chịu tác động lớn bởi những trách nhiệm tuy nhỏ nhưng liên tục với bạn đời của mình. Không hiểu rằng đàn ông, đàn bà khác nhau. Người ta thường nghĩ đàn ông không nên thế này hay phụ nữ không nên phản ứng theo cách kia. Đối với nhiều người, nghe có vẻ ổn khi người đàn ông và đàn bà phải giống nhau. Nhưng điều này không có tính thực tế. Và trong thực tế, làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Khi chúng ta mong đợi bạn đời giống mình nhiều hơn, chúng ta sẽ tự động truyền thông tin cho họ rằng họ không đủ tốt đẹp đối với chúng ta theo cách mà họ cư xử. Anh em không đủ tốt chắc chắn không phải là một thông điệp yêu thương. Thậm chí mặc dù bạn có thể cảm thấy tình yêu khi bạn nghĩ như vậy, phụ nữ đặc biệt cảm thấy hơi ấm tình yêu khi họ đang lập kế hoạch cải thiện người đàn ông của họ. Đúng là tình yêu của một người đàn ông, đàn bà sẽ gợi cảm hứng khiến cho người đàn ông trở thành là người nhưng có điều chính anh ta phải tự thay đổi mình. Việc của cô ấy là bộc lộ tình yêu của mình theo cách có thể trợ giúp cho anh ta. Tất nhiên, điều tương tự cũng xảy ra với người đàn ông. Không phải việc của người đàn ông để sửa chữa những sai lầm đó, mà một người đàn bà, cô ấy cũng cần việc sửa chữa đó. Hầu hết thời gian, cô ấy chỉ cần được thấu hiểu hơn, rồi tình yêu và trái tim của cô ấy có ấm áp trở lại. Đôi mắt của cô ấy sẽ lấp lánh tỏa sáng. Theo dòng lịch sử, chúng ta biết đàn ông và đàn bà khác nhau. Trước khi đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim. Được xuất bản thì hầu hết mọi người chưa có những cử liệu rõ ràng để hiểu những khác biệt giữa chúng ta với một ánh sáng tích cực và hợp lý. Vào lúc khắc lịch sử này, khi người đàn ông và đàn bà sát cánh cùng làm một việc bên nhau, lần đầu
Lần đầu tiên, bà mong đợi nhận được thêm sự lãng mạn, thêm thân thiết tại nhà hơn những thống hệ đi trước. Sự sáng suốt mới mẻ này chính là điều thiết yếu. Ngày nay, nếu không có tích cực để hiểu rõ những phản ứng khác nhau của chúng ta, chúng ta dễ dàng đổ lỗi cho mọi vấn đề của mình, nên đầu bạn đời hơn là nhận thấy sai lầm. Trong cách tiếp cận của chính chúng ta, mong đợi hay đòi hỏi đàn ông và đàn bà suy nghĩ, cảm thấy, phản ứng và đáp lại theo cùng một cách sẽ làm cho bạn sa vào thất bại và thất vọng trong mối quan hệ của mình. Lời giới thiệu cho lần xuất bản bìa mềm. Chúng ta quá dễ dàng đổ lỗi mọi vấn đề của mình lên đầu bạn. Là nhận thấy sai lầm trong cách tiếp cận của chính chúng ta. Cái nhìn mang tính nội tâm và cái ví dụ đàn ông từ sao quả, đàn bà từ sao kim sẽ giúp ta hiểu được những sự khác biệt chung. Của mình với một ánh sáng tích cực. Điều này không có nghĩa là trong kinh nghiệm của tất cả mọi người. Này không có nghĩa là trong kinh nghiệm của tất cả mọi người. Sự khác biệt này chính xác như những điều tôi đã chỉ ra. Mỗi con người thật sự là duy nhất, có 102. Nhưng chắc chắn rằng nhiều người đàn ông chia sẻ những tính cách mà hầu hết đàn bà không hiểu. Và đàn bà chia sẻ những tính cách mà có vẻ như phi lý đối với hầu hết đàn ông. Giờ đây chúng ta có thể hiểu nhau hơn và cũng chẳng nên quá khó khăn khi bạn đời của chúng ta quên mất điều đó. Sự khác biệt mà tôi chú tâm chắc chắn là những điểm chung. Nhưng cũng có nghĩa ngoại lệ. Nói chung, khoảng 10% phụ nữ có họ hàng với người sao quả. Điều này đơn giản chỉ bởi vì họ có mức độ cao hơn so với phụ nữ khác. Thậm chí như vậy thì những người phụ nữ đó vẫn có những nhóm hormone của đàn bà khi họ có thai và sinh nở chứ. Đối với người phụ nữ như vậy, cuốn sách này thường giống như một sự hé lộ mới giúp họ xác định được những nhu cầu nữ tính của họ đã dành cho sự giúp đỡ và nuôi dưỡng phần nữ tính. Chúng ta khám phá những sự khác biệt này cùng nhau. Hãy nhớ rằng tôi mô tả đàn ông và đàn bà
nên như thế nào? Nhớ rằng tôi không mô tả đàn ông và đàn bà nên như thế nào. Tôi chỉ đơn giản chỉ ra rằng như thế nào và tại sao đàn ông và đàn bà lại thường hiểu sai về nhau. Khi những sự khác biệt đó bộc lộ, khi đàn ông và đàn bà sống cô đơn trong một thời gian dài, những khác biệt này đôi khi không nổi rõ. Những sự khác biệt này thường chỉ bộc lộ rõ nhất sau khi họ tham gia vào một mối quan hệ gắn bó, mật thiết. Có con cái cùng nhau hay khi phải chịu quá nhiều sự căng thẳng tinh thần. Thêm vào những khác biệt về giới tính, nhiều sự khác biệt của chúng ta có liên quan đến cá tính và tâm trạng cũng như những ảnh hưởng của gia đình và xã hội. Chúng ta khác nhau nữa. Sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà mà tôi lập mô tả ở đây gây ra chủ yếu do những khác biệt về trí tuệ và hóc môn mà thôi. Những sự khác biệt giới tính thường bộc lộ rõ nhất sau khi bạn tham gia. Vào một mối quan hệ gắn bó, thân thiết. Có con cái cùng nhau hay khi phải chịu quá nhiều sự căng thẳng của tinh thần. Cuốn sách này không đưa ra những giải pháp đối với tất cả các loại vấn đề trong quan hệ. Chắc chắn là có nhiều vấn đề trong quan hệ chẳng liên quan gì tới những việc hiểu hay là không hiểu. Người khác phái, tuy nhiên những vấn đề này, ví dụ như ma túy hay là nghiện rượu, ngoại tình, sự tuyệt vọng hay ốm đau, dường như thường đi kèm theo những khác biệt chưa được khám phá và những khiếm khuyết trong tính cách bị rối loạn. Người khác phái, ngay cả với những vấn đề lớn như vậy, nhờ giải quyết những vấn đề nhỏ qua sự giao tiếp, tốt hơn và quan tâm chăm sóc nhau hơn, trái tim của chúng ta bắt đầu rộng mở và một sự chuyển đổi tích cực và mạnh mẽ có thể xảy ra. Lời giới thiệu cho lần xuất bản Bì Mìm. 20 năm trước đây, khi tôi bắt đầu phát triển và dạy về những ý tưởng này, khi gây tranh cãi rất lớn. Nhưng ngày nay, chúng được chấp nhận sự một cách rộng rãi trong xã hội. Chúng ta và được tham khảo ở mọi cấp độ giáo dục, cũng như trong những truyền thống tinh thần.
tôi đã đi đến những kết luận này. Sau khi hỏi ý kiến hàng ngàn người đàn ông và đàn bà, những người đàn bà lặp đi lặp lại những lời phàn nàn giống như về đàn ông nói chung là chồng của họ nói riêng. Những lời phàn nàn này tự rất khác với những lời phàn nàn của đàn ông. Đàn ông thường phàn nàn rằng cô ấy luôn làm ầm ĩ về những chuyện nhỏ nhặt. Cô ấy phản ứng quá mức. Cô ấy từ chối không quan hệ tình dục. Hoặc cô ta vô lý lắm. Và sau đó khi người đàn ông xem xét về chuyện ly hôn, anh ta thường tuyên bố không thành vấn đề, tôi làm gì thì cũng không đủ để làm cho cô ta hạnh phúc hơn. Hiếm khi tôi thấy phụ nữ nói như vậy. Thay vào đó, họ thường phàn nàn là anh ta không lắng nghe, ông ta không quan tâm, ông ta không làm lãng mạn nữa, ông ta không khen ngợi tôi, ông ta ít tình cảm, hoặc ông ta rất ích kỷ khi xem xét việc ly hôn. Một người đàn bà thường nói, tôi cứ cho, tôi mãi như chẳng nhận lại được gì. Tôi chẳng có gì, đây chính là tiếng kêu. Làm người đàn ông giận dữ vì sợ anh ta cảm thấy bất hạnh. Kết quả là anh ta từ bỏ việc cố gắng. Đàn ông thường phàn nàn, cô ấy phản ứng quá mức và phụ nữ phàn nàn. Anh ta không chịu lắng nghe. Hãy nhớ rằng đàn ông từ sau quả, đàn bà từ sau kim. Vào những lúc tức giận, lo lắng hay thất vọng, thay cho việc nghĩ ra những điều gì sai lầm về bạn đời hay mối quan hệ của bạn, bạn có thể khám phá ra rằng bạn đang hiểu sai về tình huống đó. Nếu sự hiểu biết chính xác hơn, bạn có thể điều chỉnh những phản ứng và sự đáp lại của mình sao cho có thể nhận được điều hơn những điều bạn đang mong muốn. Chẳng hạn khi một người đàn ông trở nên xa cách, thay cho việc cho rằng anh ta không còn để tâm đến mình nữa, hay tưởng cho việc cho rằng anh ta không còn có quan tâm đến mình, tưởng tượng rằng anh ta cáu giận với mình, một chút sau một vài căng thẳng,
Với sự sáng suốt này, cô ta không còn lo lắng nữa là biết dành cho không gian cho anh ta để anh ấy chui vào hang. Một lát là thậm chí để cho anh ta đi ra ngoài. Hay khi nghe thấy một phụ nữ nói về những vấn đề cô ấy trong ngày, thay vì nghĩ rằng cô ấy đang tìm kiếm cách giải pháp và đưa ra giải pháp, người đàn ông có thể nhận thức ra rằng cô ấy chỉ đang cần ai đó để nói chuyện về ngày hôm đó của cô ấy. Kết quả là cô ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Và sự sáng suốt này, anh ta không còn lo lắng nghe mà không ngắt lời cô ấy bằng những giải pháp của mình. Ở cả hai ví dụ trên, chúng ta biết điều gì đang sự thật đã xảy ra và bạn đời thực sự cần gì. Mối quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Cuốn sách này có hữu ích đối với rất nhiều người bởi vì đơn giản là nó giúp chúng ta hiểu rõ tình huống. Sau khi đọc một vài trang, bạn sẽ bắt đầu cười những sai lầm của chính bạn với một phản ứng có vẻ nhẹ dạ như vậy. Bạn sẽ thư giãn dễ dàng hơn và không quá nghiêm trọng quá những vấn đề mà bạn phạm phải với bạn đời. Khi chúng ta cảm thấy sáng rõ, bạn sẽ nhớ lại những khoảnh khắc vui mừng, hạnh phúc, những phẩm chất và tính cách tốt đẹp của bạn đời sẽ dễ dàng hơn, và những mặt tiêu cực nó cũng dễ dàng. Lời giới thiệu của lần xuất bản bị mềm chịu hơn khi biết rằng những người khác cũng có những vấn đề nóng giận. Quá nhiều người nói rằng thường như tôi theo dõi họ khắp nơi và nghe lỏm những chuyện trò của bạn. Khi chúng ta hiểu rõ tình huống, thực tế không bao giờ quá tồi tệ như chúng ta nghĩ. Trong các cuộc hành trình của tôi, cả người đàn ông lẫn đàn bà thường đến chỗ tôi và nói: "Ồ, chính anh đã viết cuốn sách đó đấy à?" Đến chỗ tôi và nói: "Ồ, chính anh đã viết cuốn sách đó đấy à?" Nói cuốn sách đó vì họ đã tham khảo đi tham khảo lại. Tôi hy vọng rằng sau khi bạn đọc cuốn sách này, bạn hãy tham khảo đi tham khảo lại. Thật là thiếu thực tế sau khi rằng một ngày kia chúng ta sẽ thông thạo. Một ngôn ngữ hoàn toàn khác. Nó có một cách khác. Thật là thiếu thực tế khi nghĩ rằng sau khi đọc hai lần, bạn
hay bạn đời của bạn sẽ ghi nhớ. Một sự tế nhị của những khác biệt giữa chúng ta. Hãy dùng cuốn sách này để làm cho cuộc sống giữa các bạn trở nên dễ dàng hơn. Và bạn sẽ dùng nó để tạo thêm nhiều tình yêu trong cuộc sống của chính bạn. Trên hết, tình yêu và chia sẻ, tình yêu thương tha thiết. Nếu sự sáng suốt này có thể giúp bạn mở cửa trái tim mình, thì nó sẽ phục vụ đúng mục đích của nó rồi đấy. 12 năm sau, khi tôi viết đàn ông đến từ sao quả, đàn bà đến từ sao kim. Thật là tuyệt vời khi chia sẻ những ý tưởng đã giúp hàng triệu con người trên thế giới. Tôi cảm thấy mình như một người cha đầy kiêu hãnh, đang bao hoa về những đứa con của chính mình. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy thật là vinh dự. Mỗi ngày trong đời tôi lại trở nên giàu có hơn nhờ những lời khen ngợi và đánh giá cao của những người khác. Những người đã đọc và hưởng lợi từ những ý tưởng này. Tôi rất biết ơn và xin cảm ơn các bạn vì đã mở lòng với tôi khi xem xét liệu những ý tưởng này có thể hữu ích cho cuộc hành trình trao đổi và nhận tình yêu của bạn hay không. Thế giới này chắc chắn là cần điều đó. Cảm ơn bạn vì đã để tôi tạo ra những điều khác biệt trong cuộc đời của bạn. Và cầu mong bạn luôn luôn trưởng thành trong tình yêu. Và cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày. Chắc chắn là bạn xứng đáng với điều đó. Ngày 12 tháng 6 năm 2003. Lời giới thiệu. Một tuần sau, khi con gái của Lauren của chúng tôi ra đời, vợ tôi Bonnie và tôi gần như là kiệt sức hoàn toàn. Đêm nào Lauren cũng liên tục đánh thức chúng tôi. Bonnie đã phải mổ khi sinh và đang phải dùng thuốc giảm đau. Cô ấy gần như không đi được. Sau 5 ngày ở nhà đỡ đần, vợ tôi đi làm trở lại. Cô ấy có vẻ đã khá hơn. Trong khi tôi đi vắng, cô ấy hết thuốc giảm đau. Thay vì gọi cho tôi ở văn phòng, cô ấy đã nhờ anh trai tôi mua một ít thuốc khi anh ấy đến thăm. Tuy nhiên, anh trai tôi cũng không trở lại cùng với những viên thuốc. Vì thế, cô ấy đã phải chịu đựng đau đớn cả ngày và vẫn phải chăm sóc đứa bé mới ra đời. Tôi không biết rằng ngày hôm đó đối với cô ấy thật quá khủng khiếp.
Khi tôi trở về nhà, cô ấy rất thất vọng. Đã hiểu sai nguyên nhân, nỗi đau khổ ấy đang chịu đựng và nghĩ rằng cô ấy đang đổ lỗi cho tôi. Em biết thuốc giảm đau. Em đã phải nằm bẹp trên giường và chẳng có ai chăm sóc. Tôi hỏi cô ấy, sao em không gọi anh? Cô ấy nói, em đã nhờ anh trai anh mua thuốc cho em. Nhưng anh ấy đã quên mất cả ngày em đã chờ anh ấy. Quay lại, em còn có thể làm gì hơn thế nữa? Em gần như không thể cất bước, em cảm thấy bị bỏ rơi. Đến lúc này, tôi không thể chịu đựng được nữa. Sự kiềm chế. Đến khi này, tôi vẫn không chịu đựng được nữa. Sự kiềm chế của tôi ngày hôm đó cũng kém. Tôi tức giận vì cô ấy đã không gọi tôi. Tôi giận dữ vì cô ấy trách cứ tôi khi mà thậm chí tôi không biết là cô ấy đau đến như thế. Sau vài lời qua tiếng lại khó nặng nề, tôi đi thẳng ra cửa. Tôi mệt mỏi, cáu kỉnh và đã nghe quá đủ. Chúng tôi đều có đến ngưỡng cửa mình. Sau đó, một điều đó đã xảy ra và thay đổi cuộc đời tôi. Bonnie nói, dừng lại, anh không đừng đi. Đây là lúc em cần anh nhất. Em đang đau đớn, những ngày này em không thể ngủ được. Xin hãy cho em. Tôi dừng lại một chút để lắng nghe. Cô ấy nói, Khoa Jay, anh là một người bạn thất thường. Khi em là Bonnie ngọt ngào, đáng yêu thì anh ở đây với em. Nhưng khi em không như thế, anh bỏ đi. Rồi cô ấy dừng lại và mắt cô ấy đẫm lệ. Cô ấy nói khi giọng đã lạc đi, lúc này đây, em đang đau đớn, em chẳng có gì để trao cho anh. Nhưng đây là lúc em cần anh nhất. Xin anh hãy đến đây và ôm em. Anh không cần phải nói gì. Em chỉ cần cảm thấy vòng tay của anh đang ôm em. Xin anh đừng đi. Tôi tiến lại gần và ôm cô ấy trong im lặng. Cô ấy đã khóc trong tay tôi. Vài phút sau, cô ấy cảm ơn vì tôi đã không bỏ đi. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy chỉ cần cảm thấy tôi đang ôm cô ấy. Vào giây phút ấy, tôi bắt đầu nhận ra ý nghĩa đích thực của tình yêu. Tình yêu vượt mọi hoàn cảnh. Tôi luôn nghĩ mình là người có tình. Nhưng cô ấy nói đúng. Tôi là một người bạn đời, thất thường, phụ thuộc vào hoàn cảnh. Khi cô ấy hạnh phúc và vui vẻ,
Tôi đáp trả cô ấy bằng tình yêu. Nhưng khi cô ấy không vui hay đau khổ, tôi sẽ cảm thấy bị trách cứ, tranh cãi và sự tạo ra khoảng cách. Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi không rời bỏ cô ấy. Tôi đã ở lại và cảm giác lúc đó thật tuyệt vời. Tôi đã ở bên cô ấy khi cô ấy thực sự cần tôi. Đó là tình yêu đích thực. Chăm sóc cho một người thân yêu, tin tưởng và yêu tôi của chúng tôi. Ở lúc đó cô ấy cần, tôi ngạc nhiên tự hỏi. Động viên cô ấy khi đã được cô ấy chỉ cách mới thật dễ làm sao. Làm sao mà trước đây tôi lại không biết điều này chứ? Cô ấy cứ cần tôi lại gần và ôm cô ấy. Một người phụ nữ khác có thể biết một cách bản năng những thứ mà Bonnie cần. Nhưng vì người đàn ông, tôi không biết rằng sự đụng chạm, âu yếm và lắng nghe là rất quan trọng đối với cô ấy. Nhờ việc nhận ra những khác biệt này, tôi bắt đầu biết được cách mới để quan hệ với vợ tôi. Tôi không bao giờ có thể tin rằng chúng tôi lại có thể giải quyết xung đột dễ dàng đến như thế. Trong mối quan hệ trước đây của tôi đã trở nên thờ ơ và không có tình. Vào những lời thời điểm đó khó khăn, đơn giản chỉ bởi vì tôi không biết làm gì khác, kết quả là cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi đầy tổn thương và khó khăn. Sự việc lần này với Bondi đã hé mở cho tôi biết làm thế nào tôi có thể thay đổi tình trạng này. Nó trở thành nguồn động viên để tôi nghiên cứu trong 7 năm và cũng giúp tôi mở rộng và kết tinh những nhận thức sâu sắc về đàn ông và đàn bà trong cuốn sách này. Bằng việc tìm hiểu những mặt rất thực tế và đặc biệt, việc đàn ông và đàn bà khác nhau như thế nào? Tôi chợt nhận ra rằng cuộc hôn nhân của tôi không cần thiết phải là một cuộc vật lộn như vậy. Với nhận thức mới về những khác nhau của chúng tôi, Bondi và tôi đã có thể cải thiện mối quan hệ của chúng tôi một cách đáng kinh ngạc.
và thấy thú vị về nhau hơn. Nhờ tiếp tục khám phá và nhận biết những khác nhau giữa chúng tôi đã tìm ra cách mới và cải thiện tất cả các mối quan hệ của mình. Mối quan hệ của mình chúng tôi biết các mối quan hệ theo những cách mà trước đây bố mẹ chúng tôi không bao giờ biết, là vì thế không thể dạy chúng tôi cách khác. Cách khách hàng tư vấn của tôi, các mối quan hệ của họ cũng tốt hơn. Thật vậy, hàng ngàn người tham gia những buổi thảo luận cuối tuần của tôi đã không nhận thấy sự thay đổi đáng kinh ngạc trong mối quan hệ của họ qua từng đêm. 7 năm sau, nhiều cá nhân, nhiều đôi vợ chồng vẫn có những phản hồi về những kết quả tốt đẹp . Tôi nhận được những bức ảnh chụp những đôi vợ chồng hạnh phúc cùng lũ trẻ của họ, những bức thư cảm ơn tôi đã cứu cuộc hôn nhân của họ, mặc dù chính tình yêu đã cứu được hôn nhân của họ. Nhưng họ vẫn có thể chính vì tình yêu đã cứu cuộc hôn nhân của họ, nhưng họ vẫn có thể ly dị nếu họ không có những hiểu biết sâu sắc hơn vì người bạn đời của mình. Susan và Tim đã kết hôn được 9 năm, giống như hầu hết các đôi vợ chồng khác. Họ bắt đầu cuộc sống với tình yêu đắm say, nhưng sau nhiều năm vẫn bất đồng và tranh cãi gia tăng. Họ mất đi niềm đam mê và quyết định ly hôn. Tuy nhiên, trước khi ly hôn, họ đã tham dự buổi thảo luận cuối tuần về giao tiếp của tôi. Susan nói, chúng tôi đã thử làm việc với mối quan hệ của chúng tôi tiến triển, nhưng chúng tôi quá khác nhau. Trong suốt buổi thảo luận, họ rất ngạc nhiên khi biết rằng sự khác biệt giữa họ và điều hết sức thường tình. Được an ủi rằng các đôi vợ chồng khác cũng có từng trải qua những tình huống
Tương tự trong cuộc sống, chỉ trong 2 ngày, Susan và Vim đã thu được những hiểu biết hoàn toàn có nhiều đàn ông và đàn bà. Họ lại yêu thương nhau đắm say, mối quan hệ của họ thay đổi một cách kinh ngạc. Không còn muốn ly dị. Trái lại, họ mong muốn bên nhau suốt phần đời còn lại, Wim nói. Những thông tin về sự khác biệt của chúng tôi đã đem tôi về với vợ tôi. Đây là món quà lớn nhất mà tôi đã từng nhận được. Chúng tôi lại yêu nhau đắm say. 6 năm sau, khi họ mời tôi đến thăm ngôi nhà mới của họ, họ vẫn yêu nhau tha thiết. Họ cảm ơn tôi vì đã giúp họ hiểu nhau và tiếp tục cuộc sống hôn nhân. Dù hầu hết mọi người đều đồng ý rằng đàn ông và đàn bà là khác nhau, như khác nhau như thế nào thì vẫn là điều rất mơ hồ. Đối với hầu hết mọi người, nhiều cuốn sách trong 10 năm qua đã cố gắng để chỉ rõ những khác biệt ấy, dù có tạo ra những kết quả quan trọng, nhưng nhiều cuốn sách phiến diện một chiều. Và thật không may đã làm cho tăng sự mất niềm tin và thất vọng về những người khác giới. Phái này thường được nhìn nhận và bị phái còn lại là lừa bịp. Một chỉ dẫn rõ ràng là cần thiết để hiểu rằng đàn ông và đàn bà khác nhau là điều bình thường. Để cải thiện những mối quan hệ giữa hai phái thì việc có những hiểu biết về những khác nhau của chúng ta là hết sức cần thiết. Điều đó là tăng lòng tự trọng và phẩm giá cá nhân, trong khi vẫn tăng sự tin tưởng lẫn nhau. Trách nhiệm cá nhân thúc đẩy sự đồng lòng và tình yêu tuyệt vời hơn. Từ kết quả, các việc yêu cầu hơn là 25.000 người tham gia các cuộc thảo luận. Và giao tiếp của tôi có thể chỉ ra đầy đủ sự khác biệt. Giữa đàn ông và đàn bà, khi bạn khám phá những khác biệt này, bạn sẽ cảm thấy